Một chiếc xe nằm trong top đầu xe bán chạy trên thế giới, nhưng chưa chắc đã bán chạy tại Việt Nam. Điều đó đã và đang xảy ra với Wuling Mini EV, mẫu ô tô điện mini đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Lý do nào cho hành trình đầy trắc trở này của Wuling và họ liên doanh công ty Mỹ-Trung Việt đang làm những gì để thoát khỏi vũng lầy? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn câu chuyện này trong chương trình Auto Hashtag. Sự xuất hiện của những mẫu xe điện mini mang thương hiệu liên doanh SAIC GM Wuling đang khiến thế giới phải chao đảo trong vài năm trở lại đây. Đó là những chiếc xe tí hon được thiết kế dạng hình hộp diêm, chỉ có hai cửa, tính năng trang bị thì thuộc hàng tối giản. Ngược lại, chúng rất tươi sáng, đẹp mắt vì có nhiều màu để chọn lựa. Chúng đủ nhỏ gọn để dễ dàng lướt trên những con phố, ngõ nhỏ. Và hơn hết, giá bán của những chiếc xe điện mini này thường rất rẻ, chỉ bằng 1/3, 1/4 giá bán một chiếc ô tô phổ thông. Thời gian đầu, người Mỹ và phương Tây gọi xe điện mini là những chiếc xe dễ thương nhưng lại kèm theo ánh nhìn có phần xem thường. Họ cho rằng ô tô là biểu tượng cho cả một ngành công nghiệp, nơi quy tụ những tinh hoa đúc kết hàng trăm năm và những công nghệ tân tiến nhất. Theo quan điểm này, xe điện mini chỉ được coi là một loại phương tiện giúp che mưa, che nắng, chứ không thực sự là một loại ô tô. Thế nhưng kể từ khi những chiếc Wuling Mini EV đầu tiên được xuất xưởng, thế giới đã bắt đầu phải nhìn nhận lại. Chính thức ra mắt vào tháng 7 năm 2020, mẫu xe điện mini này đã gây chấn động khi bán được hơn 150.000 chiếc chỉ trong vòng 6 tháng. Kể từ đó đến nay, năm nào Mini EV cũng nằm trong top xe thuần điện bán chạy nhất thế giới với doanh số trên dưới 300.000 chiếc, chủ yếu tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Tổng kết năm 2023, Wuling Mini EV bán được gần 238.000 chiếc, xếp ở vị trí thứ 6 sau Tesla Model Y, Model 3 và bộ ba nhà BYD. Nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng, quả đúng là tầm ngầm mà đấm chết voi. Với thành công lớn tại thị trường Trung Quốc, liên doanh SAIC GM Wuling bắt đầu với chiến dịch lan tỏa dòng xe điện mini đến các thị trường khác tại châu Á và Việt Nam là một trong những điểm dừng chân. Liên doanh bộ tam nhanh chóng trở thành bộ tứ khi có sự góp mặt của TMT Motors, doanh nghiệp chuyên lắp ráp phân phối ô tô tại Việt Nam. Là một sản phẩm thuộc hàng top seller trên thế giới, giá siêu rẻ chỉ từ 239 triệu đồng, lại có vóc dáng nhỏ bé, dễ dàng len lỏi trong khu phố đông đúc và chưa hề có bất kỳ mẫu xe đối thủ nào. Dường như Wuling Mini EV được sinh ra là để dành cho người tiêu dùng Việt. Chính thức chào bán tại Việt Nam từ cuối tháng 6 năm 2023, TMT Moto đặt mục tiêu sẽ bán được hơn 5.500 chiếc Mini EV trong 6 tháng cuối năm và tham vọng trở thành nhà sản xuất, lắp ráp và phân phối ô tô điện hàng đầu Việt Nam bên cạnh VinFast. Thế nhưng hiện thực lại quá phũ phàng. Tổng kết năm 2023, TMT Moto chỉ bán được 591 chiếc Mini EV, tương đương chưa đến 11% kế hoạch đề ra ban đầu. Lý do cho thực trạng này đã có nhiều chuyên gia lý giải, bao gồm cả lý do chủ quan và khách quan. Theo quan điểm của chúng tôi, trong 3 yếu tố thiên thời, địa lợi và nhân hòa thì Wuling đạt được 2 yếu tố đầu, nhưng lại chưa thể chinh phục được lòng người, hay nói cách khác, gu chọn xe của người tiêu dùng Việt chưa cho Wuling cơ hội để tỏa sáng. Người Việt Nam là những người tiêu dùng thông minh, ai cũng muốn sở hữu một sản phẩm tốt nhất trong tầm giá thấp nhất có thể. Một ví dụ đơn giản, trong cùng một phân khúc ô tô, cùng mức giá ngang nhau, nhưng chỉ cần một trong hai mẫu xe có thêm tính năng nhỏ như bệ tì tay, cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai, thì nhiều người sẵn sàng chọn mua chiếc xe đó. Wuling Mini EV cũng vậy, là một sản phẩm tiên phong khai mở phân khúc xe điện mini tại Việt Nam. Wuling đã làm được một điều, đó là giá bán siêu rẻ, nhưng trang bị tính năng và công nghệ đi kèm lại quá khiêm tốn. Điều này đã phần nào khu biệt đối tượng khách hàng. Một yếu tố khác đến từ chiến lược kinh doanh của Wuling tại Việt Nam chưa hiệu quả. Điểm chung của nhiều hãng ô tô Trung Quốc đó là sản xuất ồ ạt, móc nối, hợp tác với các nhà phân phối tại Việt Nam để nhanh chóng đưa xe tới tay người tiêu dùng. Thế nhưng ô tô không phải là một sản phẩm rẻ tiền như đồ gia dụng. Người tiêu dùng sẽ chỉ móc hầu vào khi nhìn thấy những thứ mình cần trên chiếc xe và có niềm tin nhất định với thương hiệu chiếc xe đó. Hãy nhìn vào chiến lược của VinFast. Bỏ qua lợi thế là sản phẩm Make in Việt Nam, trước khi ra mắt mẫu xe điện mini là VF3, VinFast đã phủ sóng thương hiệu tới người tiêu dùng bằng hàng loạt sự kiện ra mắt ô tô, các chương trình khuyến mãi, hệ thống chăm sóc khách hàng, bảo hành, bảo dưỡng, cứu hộ 247, hệ thống chạm sạc. Để giúp người dân có điều kiện trải nghiệm ô tô điện trước khi quyết định mua xe, VinFast xây dựng và đẩy mạnh hoạt động taxi điện. Bên cạnh đó, nếu so sánh về tính năng trang bị và công nghệ đi kèm, VF3 có nhiều điểm vượt trội. Với chiến lược kể trên đã giúp người tiêu dùng có niềm tin vào doanh nghiệp. Trên thực tế, khi VF3 xuất hiện, dù là kẻ đi sau Wuling Mini EV, nhưng chỉ sau 66 giờ mở bán đã chốt đơn 27.649 chiếc, gấp 46 lần so với doanh số Mini EV cả năm 2023. Sau màn xuất hiện chính thức của VF3, liên doanh bộ tứ đã nhanh chóng có hành động mang tính cải tổ.
đó là quyết định thay tổng giám đốc TMT Motor từ ngày 1 tháng 5 năm 2024. Đó là sự chuyển hướng nhắm đến khách hàng doanh nghiệp thông qua thương vụ bán 2.000 xe mini EV cho công ty cổ phần tập đoàn Togo để phục vụ kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Đó là kế hoạch ra mắt mẫu xe U-Linh mới có chất lượng, tính năng, trang bị tốt hơn, được đồn đoán là U-Linh Bingo. Mẫu xe cũng đang làm mưa làm gió tại các thị trường nước ngoài. Một số doanh nghiệp cho hay đang cân nhắc sử dụng xe điện mini để phục vụ hoạt động vận tải bằng taxi. Đó cũng sẽ là cơ hội để U-Linh Mini EV được kéo gần tỷ số với VF3 và rất có thể những chiếc xe điện mini phiên bản tiếp theo sẽ khắc phục được những nhược điểm và thân thiện hơn với người tiêu dùng Việt. Như vậy có thể thấy, tình huống hiện tại của U-Linh tại Việt Nam chẳng khác nào đang bị sa lầy, nhưng cơ hội để rút chân hay thậm chí đảo ngược tình thế vẫn hiện hữu. Đối với những nhà sản xuất đã sẵn sàng đầu tư nhà máy tại Việt Nam, nếu áp dụng chiến lược phù hợp, về lâu về dài sẽ có thể đứng vững trên thị trường. Đó là quan điểm của chúng tôi về câu chuyện của U-Linh tại Việt Nam. Nếu bạn có thêm những thông tin, quan điểm khác, hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách bình luận dưới video này nhé.